Julie, xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada và thưa quý vị, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức mới trong ngày hôm nay. Mở đầu là thông tin tàu Canada Pacific đã chật bánh ở vùng nông thôn Bắc Dakota làm đổ hóa chất gây hại. Một chuyến tàu Pacific của Canada thưa quý vị đã chật bánh ở vùng nông thôn vào tối ngày 26 tháng 3 và làm đổ các nguyên vật liệu nguy hiểm, nhưng mà chính quyền địa phương và ngành hàng sắt cho biết là không có một mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng, không có thương tích và không có một hỏa hoạn liên quan đến vụ chật bánh xe xảy ra ở vùng nông thôn này. Một thị trấn có vài trăm người, cách khoảng 60 dặm về phía Tây Nam. Người phát ngôn của Canada Pacific là Andy Cummins cho biết, 31 trong số 70 toa trên tàu, bao gồm một số toa chở vật liệu nguy hiểm, đã rời đường ray vào khoảng 11 giờ 15 phút tối ngày 26 tháng 3. Bốn toa tàu chứa đầy nhựa đường lỏng và hai toa tàu thì chứa đầy ethylene, glycol đã làm đổ một số hóa chất khiến cho nó chật bánh và một chiếc xe chở polyland đã bị thủng và thoát một ít hơi ra bên ngoài. Hiện chưa rõ có bao nhiêu hóa chất đã được giải phóng ra bên ngoài, nhưng không có đường thủy nào gần đó và hóa chất tràn lan đã được chứa tại địa điểm chật bánh. Các chuyên gia về vật liệu nguy hiểm của ngành đường sắt đang làm việc với những người phản ứng đầu tiên tại địa phương để có thể dọn sạch vết tràn. Nhiều tuyến đường trong khu vực đã bị phong tỏa cho đến ngày hôm nay. Cummins cho biết đường sắt tin rằng đường ray bị hỏng đã gây ra sự việc trên. An toàn đường sắt đã trở thành tâm điểm chú ý trên toàn quốc kể từ vụ chật bánh dữ dội của một đoàn tàu North Force Southern ở đông Palestine. Ohio vào tháng trước. Khoảng một nửa thị trấn với khoảng 5.000 người gần biên giới Pennsylvania đã phải sơ tán sau khi mà các quan chức quyết định thả và đốt các hóa chất độc hại này. Các cơ quan quản lý liên bang và các thành viên của quốc hội đã đề xuất những cách mà họ muốn ngành đường sắt thực hiện để có thể ngăn chặn tình trạng chật bánh xe trong tương lai, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Công quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada, năm 14, 996 6679. Giám đốc điều hành Walmart Canada cho biết không có một cố gắng kiếm lợi nào từ lạm phát. Chủ tịch kim giám đốc điều hành là Gonzalo Zebrara đã nói với các nghị sĩ rằng tỷ lệ mà lợi nhuận gộp của Walmart Canada đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm đã giảm vào năm ngoái, cũng như là tổng lợi nhuận hoạt động của công ty tính bằng đô la. Tuy nhiên, ông cũng từ chối cung cấp con số cụ thể cho biết doanh nghiệp tư nhân này, Walmart Canada đã cung cấp thông tin tài chính liên quan cho cục cạnh tranh, không cho biết con số. Các người sĩ đã ép Guevara về các khoản chi phí và hình phạt mà các cửa hàng tạp hóa tính cho nhà cung cấp. Các khoản phí này là một trong những chủ đề đang được thảo luận như một phần trong nỗ lực tạo ra những quy tắc ứng xử trong ngành cửa hàng tạp hóa trong thời lạm phát và giám đốc điều hành của Walmart Canada gần đây cũng đã nhận được một bản dự thảo của các bộ quy tắc ứng xử và đang xem xét nó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bất kỳ một sáng kiến nào mang lại điều kiện tốt hơn và khả năng minh bạch hơn cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Ý kiến này trước Ủy ban diễn ra sau sự hiện diện rất được mong đợi của các nhà lãnh đạo ba chuỗi cửa hàng tập hóa lớn Canada vào ngày 8 tháng 3 vừa qua. Các CEO và chủ tịch của Love Law hay là Metro hay là Empire Corps cũng đã phải điều trần trước Ủy ban về vấn đề lạm phát lương thực, không phải là do trục lợi gây ra và khẳng định tỷ suất lợi nhuận của họ đối với thực phẩm vẫn ở mức thấp, không như những gì bị cáo buộc. Các chính trị gia liên bang đã kêu gọi sự minh bạch hơn từ ngành tạp hóa vì làm phát giá lương thực đã vượt ra xa làm phát chung một cách rất đáng kể. Quay trở lại với Walmart Canada cho biết rằng họ đang cố gắng duy trì về khoảng cách giá giữa các sản phẩm của mình và các sản phẩm được bán bởi các đối thủ cạnh tranh, đặt tên cho các đại gia tạp hóa khác. Walmart cũng được biết đến với chiến lược giá thấp hàng ngày, và đây không phải là trò đóng thế hay là phản ứng của chúng tôi đối với thời kỳ thử thách mà chúng ta đang sống. Nhà bán lẻ cũng đang làm mọi thứ có thể để chống lại lạm phát, chẳng hạn như là thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí hoạt động, xác định các cải tiến trong chuỗi cung ứng của mình và nỗ lực để giảm giá các sản phẩm nhận hiệu riêng. Hai năm qua, đã tạo ra được một cơn bão hoàn hảo cho các yếu tố bên ngoài để đẩy giá lương thực lên cao. Những áp lực về lạm phát này được truyền qua toàn bộ chuỗi cung ứng. Giá hàng tập hóa cũng đã tăng như quý vị đã biết, 10,6% trong tháng 2 so với một năm trước, trong khi lạm phát chung là 5 trong suốt một năm qua, Ngân hàng Trung ương Canada đã nhiều lần tăng lãi suất trong nỗ lực dập tắt cơn thịnh nộ của lạm phát. Quay trở lại, Cullen Weston, tỷ phú và là chủ tịch của Love Law, đã nói rằng các nghị sĩ vào đầu tháng, hãy tin tôi, các cửa hàng tạp hóa không thể gây ra lạm phát lương thực và cho biết công ty kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ các bộ phận phi thực phẩm trong hoạt động kinh doanh của mình như là hàng may mặc và dược phẩm. Một báo cáo gần đây nhất của Phòng Thí nghiệm Phân tích Thực phẩm Nông nghiệp tại Đại học Dahosi cho thấy cả ba công ty tạp hóa lớn đều công bố lợi nhuận cao hơn trong nửa đầu năm 2022 so với thu nhập trung bình của họ trong 5 năm qua. Và cuộc họp ngày 8 tháng 3 có thủ lĩnh NDP đã liên tục hỏi ông Weston lợi nhuận bao nhiêu là quá nhiều. Ông Weston của Love Law đã lập luận rằng lợi nhuận hợp lý là một phần quan trọng để điều hành một doanh nghiệp thành công trong khi chủ tịch và giám đốc điều hành của Empire trước đó cũng có quan điểm tương tự và nói rằng thật điên rồ khi mà cho rằng một doanh nghiệp tạp hóa không có lợi nhuận bằng cách nào đó sẽ tốt hơn cho khách hàng và tốt hơn cho giá kệ. Và cũng chính tại cuộc họp báo này, những người đứng đầu của Metro và Empire đều đặt ra câu hỏi tại sao các nghệ sĩ dường như loại trừ các đại gia bán lẻ của Mỹ tại Canada như là Walmart và Costco khỏi nghiên cứu của họ về lạm phát thực phẩm. Và cũng chính vì điều này mà Ủy ban đã nhất trí mời lãnh đạo của hai công ty bán lẻ đó ở Canada phát biểu trước họ. Bánh mì Việt Nam có trong thực đơn mới tại Rogers Center. Amara Sports và Entertainment, nhà cung cấp dịch vụ cho chính sân vận động của giải bóng chày Major League, bao gồm trung tâm ở Rogers, đã tiết lộ những món ăn bổ sung mới của mình vào thứ hai 27 tháng 3 thưa quý vị bao gồm xúc xích Putin và có cả bánh mì như là bánh mì kẹp thịt gà có cà rốt ngâm chua và có cả rau mùi bên trong đặc hương vị Việt Ngoài ra thì người hâm mộ cũng sẽ có nhiều lựa chọn về địa điểm ăn uống mới bao gồm The Cat tại khu vực 106 cung cấp cocktail thủ công và format thịt hung khói của Montreal và bánh mì đến từ Cuba đồng thời The Stop xe ở sân trung tâm ở cấp độ 100 và mang đến bầu không khí quán bar trong khu phố, phục vụ cocktail và đồ ăn như bánh mì sandwich. Tiếp theo là một số thông tin trên thế giới mời quý vị cùng theo dõi. Được bồi thường 5,5 triệu đô sau 16 năm ngồi tù ăn. David Hammond, luật sư của ông Anthony Broadwater, 62 tuổi, vào ngày 27 tháng 3 cho biết đã cùng với các luật sư khác đại diện thân chủ ký một thỏa thuận dàn xếp với tổng trưởng lý New York. Thỏa thuận yêu cầu chính quyền New York phải bồi thường 5,5 triệu đô cho Brockwater. Thỏa thuận bồi thường được đưa ra sau khi mà bản án kết tội Brockwater cưỡng hiếp nhà văn Alex Sabo vào năm 1981, được hủy bỏ vào năm 2021. Trước khi được minh oan, thì Brockwater cũng đã phải ngồi tù 16 năm thông qua luật sư Hammond của mình và nói rằng ông đánh giá cao hành động từ phía tổng trưởng lý New York, đồng thời hy vọng những người gặp hoàn cảnh giống ông nhận được sự công bằng tương tự. Cuộc đời của chúng ta đều đã bị hủy hoại. Sebo, 59 tuổi, được biết đến nhiều nhất với tiểu thuyết The Lovely Bones, hình hài dấu yêu, ra mắt vào năm 2002 và được dựng thành phim năm 2009. Thông qua phát ngôn viên, thì bà Sebo nói rằng không khoản tiền nào có thể bù đắp những bất công mà Brockwater phải gánh chịu, nhưng mà thỏa thuận gian xếp tiền bồi thường đã thừa nhận những bất công đó. Vào tháng 5 năm 1981, thì bà Sebo bị cưỡng hiếp trong một công viên gần khuôn viên trường. Bà kể lại sự việc trong hồi ký Lucky xuất bản năm 1999. Bà viết rằng vài tháng sau khi bị cưỡng hiếp, bà trông thấy một người đàn ông da màu trên đường và chắc chắn đây là kẻ cưỡng hiếp. Cảnh sát sau đó đã bắt Brockwater. Người đàn ông da màu và bà Sebo ban đầu không xác nhận được Brockwater có phải là kẻ cường hiếp hay không. Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử sau đó thì bà Sebo lại nhắc chắc chắn Brockwater là kẻ đã cưỡng hiếp mình. Một chuyên gia pháp lý cũng nói rằng kết quả phân tích mẫu tóc dưới kính hiện vi đã chứng minh Brockwater là tội phạm và bị kết án năm 1982. Tuy nhiên, biện pháp phân tích mẫu tóc này sau đó bị Bộ Tư pháp Mỹ coi là vô căn cứ. Brockwater ra tù vào năm 1999, nhưng mà vẫn bị dự án tích là kẻ cưỡng hiếp cho đến khi bản án được xóa vào tháng 11 năm 2021. Brockwater cũng đã bị bắt vì tội danh mình không gây ra và bị bỏ tù vô tội. Chúng tôi không thể xóa bỏ sai lầm quá khứ, nhưng mà thỏa thuận dàn xếp bồi thường này là một bước đi quan trọng để đem công lý tới cho ông Brockwater. Những lời chia sẻ của tổng trưởng lý New York. Kỷ nguyên thị thực vàng của châu Âu sắp kết thúc, mời quý vị cùng theo dõi bài viết sau đây. Thị thực vàng ở các nước liên minh châu Âu (EU) lần lượt bị đóng hoặc là bị thắt chặt. Theo đó, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người giàu hàng đầu Trung Quốc, còn nga và một số nước châu phi đã tung ra thị thực vàng liệu giới nhà giàu Trung Quốc có sang đó hay không. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 3, chính phủ Bồ Đào Nha đã ngưng cấp thị thực vàng. Thủ tướng Bồ Đào Nha đã công bố quyết định này cách đây một tháng vào thời điểm mà ông Costa cho biết hành động là để chống đầu cơ làm tăng giá bất động sản tại đây. Trong số thị thực vàng của nhiều nước châu Âu, thị thực vàng của Bồ Đào Nha có biệt hiệu vua về hiệu quả, ngoài ngưỡng đầu tư thấp nhất là 300.000 đô la vào bất động sản và 540.000 đô vào quỹ thì người có thị thực vàng Bồ Đào Nha có thể nhập quốc tịch sau 5 năm với thời hạn tối thiểu sống tại Bồ Đào Nha trong 5 năm đó là 35 ngày. Kể từ khi ra mắt chương trình vào năm 2012, chương trình này đã thu hút gần 7,3 tỷ đô đầu tư, phần lớn được đưa vào thị trường bất động sản theo dữ liệu từ Dịch vụ người nước ngoài và biên giới Bồ Đào Nha cho biết. Trước Bồ Đào Nha thì chính phủ Ireland cũng đã dừng chương trình nhà đầu tư nhập cư quốc tế mà không có cảnh báo. Tổng trưởng lý của Ireland bất ngờ tuyên bố vào ngày 14 tháng 2 rằng các đơn đăng ký sẽ không còn được chấp nhận kể từ ngày hôm sau. Chương trình này được chính phủ Ireland khởi động vào năm 2012. Theo đó thì người nộp đơn phải có tài sản cá nhân ít nhất là 2,1 triệu đô và thực hiện một số khoản đóng góp từ thiện với số tiền cần thiết. Theo Bộ Tư pháp của Ireland, kể từ khi thành lập, tổng số tiền đầu tư theo chương trình này đã gần 1,34 tỷ đô. Nhưng tờ Irish Times đưa tin, cuộc họp báo riêng với các bộ trưởng nội các Ireland cho biết, việc tiến hành thẩm định số lượng đơn đăng ký ngày càng tăng từ một quốc gia trở nên cực kỳ khó khăn. Bản tin vắng cũng đặt đặt ra câu hỏi có bao nhiêu khoản đóng góp thụ động không có chiến lược đầu tư và tạo ra ít việc làm cho Ireland hơn. Tương tự, chính phủ liên minh Lavia cũng đã quyết định vào ngày 28 tháng 3 năm ngoái rằng chương trình thị thực vàng dành cho người nước ngoài để có được giấy phép cư trú thông qua việc mua các căn hộ và biệt thự đắt tiền cũng đã chấm dứt. Vào ngày 17 tháng 2 năm ngoái, thì chính phủ Anh cũng đã có thông báo lập tức đóng cửa kênh tiếp nhận hồ sơ định cư diện đầu tư T1. Và theo thống kê của hãng truyền thông di trú đầu tư quốc tế Investment Immigration in Insider, tính đến cuối năm 2021 có 6 nước châu Âu. Thông qua thị thực vàng, thu hút đầu tư được hơn 1,1 tỷ đô, đó là Bồ Đào Nha, Ireland, Latvia, Anh, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Trong số đó, có 4 nước nêu trên đã đóng thị thực vàng, trong khi hai nước còn lại hiện đang thay đổi chính sách liên quan. Hy Lạp đã thông báo ngưỡng thị thực vàng ở một số khu vực bắt đầu từ tháng 5 năm nay sẽ tăng từ 270.000 đô lên 540.000 đô. Giữa tháng 2 năm nay, đảng Marist Cánh Tả của Tây Ban Nha cũng đã đưa ra một dự luật kêu gọi bãi bỏ thông lệ xin giấy phép cư trú thông qua việc mua bất động sản trị giá hơn 540.000 đô. Kỷ nguyên thị thực vàng sắp kết thúc là một kênh nhập cư đầu tư. Đề cập đến kế hoạch nhập cư dành cho những người giàu có thể có được giấy phép cư trú hoặc thậm chí là quốc tịch bằng cách đầu tư vào bất động sản mở doanh nghiệp hoặc là đầu tư vốn. Sau cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vào cuối năm 2009, nhiều nước châu Âu để thu hút đầu tư đã liên tiếp mở thị thực vàng. Và sau khi có hộ chiếu EU, thì người sở hữu có thể đi lại tự do trong khu vực gồm 27 nước châu Âu đã bỏ kiểm soát biên giới và hộ chiếu tại đường biên giới chung, được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế của tất cả các nước thành viên EU, sống và làm việc ở bất kỳ đâu đồng thời được hưởng các ưu đại về thuế trong phạm vi quyền hàng của nước mà người đầu tư tham gia. Nhưng khi vấn đề thị thực này được quan tâm thì những người tranh cãi cũng theo sau. Do chương trình thị thực vàng tập trung vào lĩnh vực đầu tư nên việc kiểm tra lý lịch đối với người nộp đơn thường lỏng lẻo, gây tiềm ẩn rủi ro về an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động gọi là rửa tiền, trốn thuế, tham nhũng, tài trợ cho khủng bố và tội phạm cũng có tổ chức xâm nhập. Ngay cả trong các nước áp dụng thị thực vàng, cũng có xu thế người dân bản địa không hài lòng vì làm tăng giá bất động sản địa phương. Vào ngày 9 tháng 3 năm ngoái, thì Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu áp đảo để chấm dứt cái gọi là chương trình hộ chiếu vàng, kêu gọi chấm dứt hành vi bán quốc tịch của các nước EU và kêu gọi thời hạn tối đa vào năm 2025 phải cấm hoàn toàn. Vậy câu hỏi đặt ra, người giàu Trung Quốc sẽ có ít lựa chọn hơn. Như vậy, thời kỳ của thị thực vàng tại châu Âu kết thúc. Theo đó, có thể nói nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người giàu có tại Trung Quốc. Vì trong vài năm khi mà các nước EU thực hiện thị thực vàng, thì người mua Trung Quốc chiếm đại đa số. Tại sao người Trung Quốc thích mua hộ chiếu nước ngoài và chuyển tài sản của mình như vậy? Nói với báo chí vào ngày 25 tháng 3, nhà bình luận người Trung Quốc cư trú tại Nhật Bản cho hay, bản thân đảng Cộng sản Trung Quốc được dựng lên bằng bạo quyền cướp bóc cướp của cải của người khác biến thành của họ mặc dù đảng cộng sản trung quốc hiện là một hình thức chính quyền nhưng mà tổ chức này vẫn đang tiếp tục hành động như vậy ví dụ như năm ngoái ông tập cận bình cũng đã đề xuất thịnh vượng chung không có nghĩa là làm cho mọi người giàu có mà có nghĩa là cướp tiền của người giàu phục vụ cho đảng cộng sản trung quốc vì vậy mà người giàu ở trung quốc không ai cảm thấy an toàn tài sản của họ luôn tiềm ẩn nguy cơ bị cướp mất chỉ cần bằng một chính sách của nhà cầm quyền, ai chống lại cũng có thể mất mạng. Điểm đến hứa hẹn là châu Phi và Nga. Cùng thời điểm châu Âu đóng cửa thị thực vàng, thì Nga và một số nước châu Phi lại muốn thu hút sự đầu tư nước ngoài thông qua thị thực vàng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Nga chính thức mở cửa thị thực vàng. Tháng 7 năm ngoái, thì Tổng thống Nga Putin đã ký một dự luật để phê duyệt dự án này. Điều kiện đăng ký là người nước ngoài đầu tư 30 triệu rúp tương đương với 390.000 đô trở lên vào bất động sản, trái phiếu chính phủ hoặc công ty là trong vòng 6 tháng sau có được giấy phép định cư tại Nga. Tiếp theo nước châu Phi là Kenya, hiện cũng đang trong giai đoạn cuối của dự án cung cấp quyền công dân thông qua đầu tư, một dự án tương tự cũng đang được Uganda thực hiện. Nhưng nhà bình luận người Trung Quốc tin rằng khó có thể xảy ra xu thế tỷ phú Trung Quốc sang Nga hoặc là các nước châu Phi. Vì đã chạy thì họ chạy đến nơi an toàn, nơi có luật pháp bảo vệ và bảo vệ quyền con người Họ phải chạy đến những nơi như vậy chứ không phải những nơi nguy hiểm Có thể có những người muốn đào vàng và kiếm được một ít tiền Nhưng vì cân nhắc chuyển tiền đến vùng an toàn, tôi tin rằng sẽ không có ai ngu ngốc mà làm như vậy Công quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến, Canada 514-996-6679 Duy Ly xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada.